nối tri thức. Quý vị và các bạn thân mến, thế hệ Z là ai? Tại sao chúng ta lại phải tìm hiểu về thế hệ Z? Nghe có vẻ thật lạ lẫm, nhưng nếu bạn sinh ra trong giai đoạn từ năm 1996 đến năm 2010, chính là thế hệ Z, hay gọi là thế hệ Gen, là những con người tạo nên xu hướng. Vì được tiếp xúc với công nghệ từ nhỏ nên sự nắm bắt và thích nghi với môi trường cực kỳ nhanh. Thế hệ này đã và đang bước vào cổng đại học, thậm chí đã có lớp đi làm. Họ hoàn toàn khác biệt so với thế hệ trước đây, khác mọi khía cạnh, từ động lực, phong cách, kỹ năng đến mối quan hệ xã hội. Cuốn sách Ẩn số mang tên Thế hệ Z sẽ giải đáp tất tần tật mọi khía cạnh bên trên mà bạn đang quan tâm. David Stillman và Jonas Stillman là tác giả viết nên cuốn sách này. David là chuyên gia về các thế hệ. Trong suốt 20 năm, ông đã đầu tư cho các doanh nghiệp, chính trị gia và giới truyền thông về việc nối liền khoảng cách giữa các thế hệ. Jonas là con trai của David và cậu là một trong những người thuộc thế hệ Z. Bởi vậy, trong cuốn sách này, Jonas chính là người nói lên tiếng nói của thế hệ Z. Tiếng nói của Jonas trong cuốn sách giúp cho chúng ta, những khán thính giả của Ẩn số mang tên Thế hệ Z, có thể nhìn nhận về thế hệ Z một cách chân thực nhất, đặc biệt là đối với những khán thính giả thuộc thế hệ X, Y. Cuốn sách này đặc biệt tập trung vào chủ đề thế hệ Z trong môi trường làm việc, với mục tiêu chính là thảo luận xem họ sẽ làm việc và thích ứng môi trường công sở ra sao. Cuốn sách sẽ đưa ra câu trả lời cho câu hỏi họ là ai, cũng như giải thích tại sao lại có định nghĩa đó. Đồng thời, hai tác giả cũng giới thiệu 7 đặc điểm chủ chốt của những người thuộc thế hệ này. Thế hệ Z được sinh ra và lớn lên trong một thế giới nơi mà mọi yếu tố vật chất đều là có một bản sao kỹ thuật số. Với thế hệ Z, thế giới thực và thế giới ảo dường như đã hòa vào là một và không thể tách rời. Hay nói cách khác, thế giới ảo đã từ lâu trở thành một phần của thực tại. Gần 91% những người thuộc thế hệ Z trả lời bằng trình độ công nghệ của một công ty sẽ ảnh hưởng tới quyết định họ có làm việc tại đó hay không. Bên cạnh đó, thế hệ Z có một khả năng tùy chỉnh bản thân tuyệt diệu đến khó tin. Chính vì khả năng tùy chỉnh đó, họ còn hy vọng người khác thấu hiểu những hành động cũng như khao khát cá nhân của họ. Mọi thứ nơi công sở cũng cần phải có sự điều chỉnh, từ chức danh tới lộ trình công việc. Và đó chính là một thử thách cho hệ thống công sở hiện tại. Theo những khảo sát của hai tác giả, thì có đến 56% những người thuộc thế hệ Z muốn được tự mình tạo ra một bản mô tả công việc riêng phù hợp với bản thân, hơn là một bản mô tả công việc chung chung. Đặc điểm của thế hệ Z là họ có suy nghĩ vô cùng thực tế và đôi khi có phần thực dụng khi lên kế hoạch cũng như chuẩn bị cho tương lai. Dưới góc nhìn của thế hệ Z, điều kiện tất yếu để sinh tồn và phát triển là phải có một thái độ thực tế và thẳng thắn đối diện với mọi vấn đề. Ngoài ra, một trong những đặc trưng của thế hệ Z là FOMO, hội chứng sợ bỏ lỡ. Cái được gọi là sự thiếu kiên nhẫn của tuổi trẻ bây giờ đã trở nên nghiêm trọng hơn nhiều. Đây là một đặc tính biểu hiện của thế hệ Z mà nhiều người thậm chí còn coi đó là một hội chứng. Bạn có bao giờ cầm điện thoại hàng giờ liên tục chỉ để lướt Facebook, Twitter hoặc Instagram, hay bất cứ trang mạng xã hội nào tương tự? Tại sao bạn đã dành nhiều thời gian cho việc vô bộ đó? Bạn sợ bỏ lỡ điều gì ư? Rất nhiều người trong thế hệ Z được hỏi đều trả lời rằng họ sợ bỏ lỡ những tin tức mới nhất từ khắp thế giới
cho tới việc ai mời đi chơi tiệc cuối cấp. Những điểm số được cập nhật trên Internet dần dần. Họ có thể dành hàng giờ liền để lướt ngón tay trên 5 màn hình một lúc, từ TV tới laptop, rồi máy tính đi bàn, máy tính bảng và tất nhiên không thể thiếu điện thoại di động. Mọi thông tin thực sự chỉ cách họ một cú nhấp chuột theo đúng nghĩa đen. Họ hiểu rằng thế giới vẫn tiếp tục vận động với một tốc độ chóng mặt, dẫn đến một cảm giác cần phải luôn cập nhật mọi lúc mọi nơi, điều mà ngày trở nên bất khả thi. Mặt tốt của việc này là họ sẽ luôn cố gắng đi đầu trong bất kỳ xu hướng hay cuộc cạnh tranh nào. Song, hậu quả xấu đi kèm là họ sẽ luôn lo lắng rằng mình tiến bộ chậm và phát triển không đúng hướng. 75% những người thuộc thế hệ Z được hỏi đều trả lời rằng họ mong muốn làm một công việc có thể đảm nhận nhiều vai trò trong tổ chức. Một đặc điểm khác được đề cập đến trong nội dung cuốn sách Ẩn số mang tên Thế hệ Z chính là tất cả những gì thế hệ Z được biết đến là thế giới của một nền kinh tế chia sẻ. Và thế hệ Z sẽ trở thành nhân tố thúc đẩy việc phá vỡ những rào cản nội bộ cũng như bên ngoài để tăng cường sự thuận tiện và tiết kiệm chi phí. Không chỉ dừng lại với vai trò là một nhân viên đơn thuần, họ muốn tận dụng sức mạnh của tập thể để mang lại lợi ích lớn hơn cho cả cộng đồng. Hơn hết, thế hệ Z lớn lên cùng với YouTube, nơi dạy họ cách thực hiện gần như bất cứ điều gì. Cho nên họ tin rằng mình có thể tự tay làm mọi thứ. 71% những người thuộc thế hệ Z được khảo sát đều có chung một quan điểm. Nếu bạn muốn mọi thứ hoàn hảo đúng theo ý mình, thì hãy tự làm đấy. Cuối cùng, thế hệ Z là những người luôn hăng hái, sẵn sàng dấn thân và sẵn tay vào làm. Họ mang tính cạnh tranh cũng như tính cá nhân cao hơn nhiều những thế hệ trước đây. 72% người thuộc thế hệ Z chia sẻ rằng họ luôn cạnh tranh với những người khác làm cùng vị trí. Là một thế hệ mới với quá nhiều sự thay đổi, hay phải gọi là bùng nổ, việc giáo dục như thế nào từ phía nhà trường ngay thời điểm ban đầu là yếu tố quan trọng. Sự đổi mới trong chương trình đào tạo, môi trường học tập hay phương pháp giảng dạy cần được quan tâm và chuẩn bị kỹ lưỡng. Cùng giống với mỗi nền văn hóa, Gen Z có quan điểm và hành vi riêng. Chỉ riêng với các yếu tố này, chúng ta có thể thấy họ khác biệt như thế nào với thế hệ đi trước. Cá tính mạnh, tính độc lập cao kết hợp với các yếu tố trên cấu thành một thế hệ Gen Z luôn là chính mình, bỏ ngoài tai những định kiến không tốt. Thế hệ Z mang đến một luồng gió mới cho xã hội, cho trường học, cho công ty. Họ sẵn sàng làm những điều họ thích và đấu tranh cho lẽ phải. Họ vẫn đang đi tìm điều họ muốn làm trong cuộc đời mình. Họ muốn có được niềm vui khi còn trẻ và sống không phải lo nghĩ điều gì cả. Vừa rồi chính là những tóm tắt quan trọng trong cuốn sách Ẩn số mang tên Thế hệ Z. Cuốn sách được đúc kết từ quá trình nghiên cứu các sinh viên Gen Z. Khi đọc, bạn sẽ thấy được một Gen Z chất lượng cao. Qua cuốn sách, dù bạn đang là thế hệ nào, thì việc nắm rõ một thế hệ sắp bước vào đời đôi khi sẽ là bạn đồng hành, đồng nghiệp hay tri kỷ của chính bạn, cũng là yếu tố cần thiết cho cuộc sống sau này. Cha mẹ chúng ta hay than phiền rằng con cái họ có quá nhiều điều khó hiểu. Nhưng cách tốt nhất để tránh đau đầu về những vấn đề đó chính là hãy đọc qua cuốn sách này, nơi quy tụ đầy đủ từ lý thuyết đến thực tế một Gen Z chân thực. Đấy cũng là điều mà tác giả viết nên cuốn sách này mong đợi. Cuốn sách đi theo một logic nhất định, khai thác từng yếu tố nhỏ nhất trong lòng Gen Z, dẫn nên một bức tranh sống động từ thế hệ Z. Từ đó nhà trường, nhà tuyển dụng có cái nhìn chân thực về đội ngũ khác biệt này, qua đó nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như mang lại những cơ hội phát triển tốt đẹp hơn trong tương lai. Cuốn sách Ẩn số mang tên Thế hệ Z mong muốn chúng ta, những thế hệ, có thể hiểu nhau hơn, bản thân có thể hiểu chính mình hơn, trở thành những công dân tốt, có ích cho nước nhà
chính là điều tác giả muốn truyền tải. Hy vọng cuốn sách sẽ là bạn đồng hành đắc lực cho chính người đọc sau này. Quý vị và các bạn có thể tìm đọc quyển sách này tại Thư viện tỉnh Tây Ninh và đừng quên khung giờ phát sóng chương trình Kết nối tri thức do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp Thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên sóng FM 103.1 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh lúc 8 giờ 10 phút và 20 giờ 30 phút hàng ngày. Đăng tải định kỳ trên hạ tầng fanpage Tây Ninh TV, hạ tầng YouTube, Truyền hình Tây Ninh Phát thanh Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư viện tỉnh Tây Ninh lúc 21 giờ mỗi ngày. Thân mến, chào tạm biệt.